Trang Trang For You thân ái, xin chào tất cả các bạn. Nếu mục tiêu của các bạn là một sức khỏe vàng về lâu về dài và một vóc dáng lý tưởng, cân đối, rắn khỏe thì hãy đồng hành cùng với Trang Trang For You, vì nơi đây đều đặn hàng tuần Trang sẽ chia sẻ rất nhiều công thức eat clean, khoa học, lành mạnh và các bài tập gym ở nhà được thiết kế đủ mọi cấp độ, từ cơ bản, trung bình khó đến nâng cao, nhằm tạo động lực giúp chúng ta tập luyện hăng say hơn và tiết kiệm chi phí cũng như công sức đi lại. Hôm nay Trang Trang For You sẽ hướng dẫn cho các bạn tập 12 phút tập mông quả đào và chân thon thả, tập to mông nhưng không to đùi, dùng dây kháng lực. Chúng ta sẽ tập bài này trong vòng 12 phút, gồm có 18 động tác, tập 30 giây, nghỉ 10 giây. Đồng hồ của mình báo hiệu đã đến giờ tập rồi. Chúng ta cùng tập bài mông quả đào hôm nay cùng Trang Trang For You, to mông không to đùi các bạn nhé. Tập thôi. Cái động tác đầu tiên chúng ta có động tác half squat side steps. Hơi khom nhẹ chân và đưa chân về phía hai bên, luân phiên từng chân đều đặn. Chúng ta gồng siết chặt cơ mông và giữ lưng thẳng trong suốt quá trình tập. Động tác này giúp kích hoạt cơ mông. Không thể nào không nhắc tới squats khi chúng ta muốn tăng kích cỡ vòng mông. Để có mông quả đào, nào chị em chúng ta cùng squats 30 giây cùng động tác này các nàng nhé. Ở tư thế half squat, chúng ta sẽ không lên xuống như cái động tác trước, mà chúng ta sẽ giữ và nhấp thả nhiều lần liên tục trong suốt 30 giây. Squat pauses giúp cho cơ mông của chúng ta khỏe hơn, đồng thời tác động vào vùng đùi trong, làm thon gọn, săn chắc, giảm mỡ đùi trong cho chúng ta rất là hiệu quả. Động tác thứ tư sẽ là động tác của bridge abduction. Với động tác này chúng ta nâng giữ hông lên cao và khép mở chân. Khi dùng dây kháng lực thì chúng ta sẽ càng thử thách hơn đối với động tác này, vì chúng ta sẽ thấy việc khép mở chân dường như là sẽ rất khó khăn hơn nhiều so với lại không dùng dây kháng lực. Biết là sẽ rất khó khăn nhưng các bạn cố gắng không để mông chạm sàn trong suốt quá trình tập động tác này nhé. Sẽ mỏi lắm đấy, mình biết, rất là mỏi mông. Nhưng mà vì một cái quả mông trái đào tròn chỉnh, săn chắc thì chúng ta cùng cố gắng nâng giữ hông, đá từng chân một lên xuống. Tiếp nào, chúng ta chỉ còn 5 giây nữa thôi là xong động tác này rồi. 3, 2, 1, xong. Là chán khi các bạn cứ nghe mình nhắc đi nhắc lại hoài cái câu là siết chặt mông, siết mạnh mông rồi giữ mông thiệt chặt.
vì chúng ta đang tập môn quả đào mà, có đúng không nè? Tập môn thì phải siết môn, gồng môn và đau môn thì mới gọi là tập môn. Chúng ta cùng cố gắng hoàn thành thử thách này ngày hôm nay với Trang Trang For You các bạn nhé. Leg extension, động tác này là một cái thử thách rất lớn. Những cái ngày đầu Trang tập á, thì Trang chỉ làm được động tác này khoảng 20 giây thôi là đuối rồi. Là hai cái chân nó mỏi ê luôn, mà cái mông thì nhấp lên không nổi luôn, cứ sạp xuống sàn như thế. Tuy nhiên thì khi chúng ta tập quen dần thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bớt hơn rất là nhiều, và chúng ta sẽ có thể trụ được cái thời gian lâu hơn. Đến với động tác thứ 8, straight leg kicks, chúng ta sẽ chống tay đồng thời thì một chân trụ và một chân nâng nhịp nhàng lên xuống. Động tác này thì giúp nâng mông, và ngoài ra thì nó còn giúp chúng ta săn chắc phần hông nữa. Thành thử ra Trang rất là yêu thích cái động tác này. Còn các bạn thì sao? Các bạn có thích cái động tác này giống như mình không? Cũng như động tác vừa rồi, nhưng giờ chúng ta sẽ đổi chân phải thay vì chân trái với straight leg kicks các bạn nhé. Bước sang động tác thứ 10, grab in out squat. Với động tác này, chúng ta sẽ di chuyển ở tư thế half squat, đi từ bên trái sang bên phải và ngược lại. Lưu ý chúng ta giữ lưng thẳng, không khom lưng. Và với động tác này, chúng ta tập trung nghĩ là chúng ta đang tập phần mông và đùi trong. Như thế thì sẽ giúp chúng ta chẳng những nâng nở cơ mông mà còn giảm mỡ đùi trong nữa. Động tác thứ 11 sẽ là động tác jump squat. Động tác này sẽ kích thích nhịp tim của chúng ta tăng nhanh, giúp cho quá trình đốt cháy mỡ diễn ra hiệu quả và kịch liệt hơn. Nào, vì một cái vừa mông quả đào tròn trĩnh săn chắc, chúng ta hãy jump squat. Sang động tác thứ 12, squat and leg raise. Chúng ta sẽ squat, sau đấy đưa chân ngang về một bên, luân phiên trái phải đều đặn. Động tác này giúp cho chúng ta đốt mỡ hông, mỡ đùi, mỡ chân, đồng thời nâng nở cơ mông và kích hoạt cơ mông của chúng ta sau những ngày tháng ngủ quên, sẽ bắt buộc chúng hoạt động và đem lại cho chúng ta một cái bờ mông như ý. Donkey kick 3 nhịp và five irons 3 nhịp, chúng ta cùng chinh phục động tác này. Động tác này rất tốt, giúp phát triển mạnh phần khối cơ hông gluteus medius, làm cho những ai, những bạn nào mà đang bị vấn đề về hõm mông, lõm mông, mông bị hõm, là sẽ chúng ta sẽ có thể làm đầy cái khối cơ gluteus medius, giúp cho cái phần hông của chúng ta bớt hõm hơn và đầy hơn.
Donkey Kick 3 nhịp kết hợp với Fire Iron 3 nhịp chân phải các bạn nhé. Hop squat và back walk. Chúng ta ở tư thế nửa squat, hơi khom chân nhẹ nhưng lưng vẫn giữ thẳng, không khom lưng. Và chúng ta sẽ đá nhẹ từng chân về phía sau. Động tác này cực kỳ đốt cháy mỡ cho phần under butt, có nghĩa là cái phần nối mông dưới, có nghĩa là nối giữa mông chúng ta và đùi, cái phần ranh giới giữa mông và đùi, thì nó giúp đốt cháy mỡ phần đấy để giúp cho chúng ta nhìn mông nhô cao hơn. Động tác thứ 16 sẽ là động tác curtsy lunge. Với động tác này thì mình muốn các bạn siết mông thật mạnh mỗi khi rút chân về. Khi tập động tác này thì các bạn sẽ hiểu mình muốn nói gì và các bạn sẽ thấy một cái lực rất là mạnh mỗi khi các bạn siết chặt mông rút chân về như thế, thì tạo một cái lực mạnh tác động vào cơ mông, giúp cho cơ mông của các bạn săn chắc và đầy hơn. Bạn thân yêu, chỉ còn hai động tác cuối cùng nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn tất cái bài tập mông cùng với dây kháng lực ngày hôm nay. Mông quả đào không khó phải không nào? Nó chỉ cần chúng ta kiên trì và thật sự quyết tâm. Với động tác này thì chúng ta squat càng sâu càng tốt. Chúng ta làm động tác chậm rãi thôi, nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta squat đúng kỹ thuật và di chuyển một cách nhịp nhàng. Cuối cùng là động tác hip swing. Động tác này khá là vui, kiểu ẻo qua ẻo lại ấy. Nhìn thế thôi chứ khi các bạn tập cùng Trang Trang For You thì sẽ thấy rằng động tác này tác động rất tốt vào phần hông và mông. Chúng ta sẽ hãy cùng vui cùng tập phần hông những giây phút cuối cùng với động tác hip swing các bạn nhé. 4, 3, 2, 1. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành bài tập một cách xuất sắc. Mình rất tự hào với các bạn. Cảm ơn các bạn đã tập cùng với Trang Trang For You và rất mong sớm gặp lại các bạn trong những bài tập sau nhé. Yêu các bạn, chúc các bạn một ngày mới tốt lành và thật nhiều may mắn.